Xin chào tất cả các bạn nha. Thì như một số bạn đã có hỏi mình đó các bạn, về cái sau khi mình xử lý bắt lo rồi cái biểu hiện của xoài mình nó đã hấp thu bắt lo như thế nào ra sao, thì hôm nay mình làm video này để chia sẻ đến các bạn nha. Cách nhận biết là khi mình xử lý bắt lo thì xoài mình nó hấp thu bắt lo nha các bạn. Thì hôm nay mình làm video này để chia sẻ đến tất cả các bạn nha. Đây, như các bạn quan sát đây là xoài cát và lọc các bạn. Thì xoài cát và lọc này mình đã xử lý gốc được 25 ngày rồi nha các bạn. Thì các bạn thấy nè, thì mình xử lý được 25 ngày mình đã áp dụng là phun thuốc tạo mầm hai lần luôn rồi nha các bạn. Là công việc mình tạo mầm và phân hóa mầm hoa là đã hoàn tất rồi các bạn. Bây giờ mình chỉ chờ thời gian mà đến ngày mình phun kích thôi. Mình chờ thời gian khi lá nó đủ tới cái độ tuổi già các bạn, đủ độ tuổi mà lá già thì mình và tới cái ngày giờ mình phun kích thì mình bắt đầu là phun kích thôi các bạn. Bây giờ các bước ban đầu mình đã chuẩn bị là phun xử lý gốc và phun thuốc tạo mầm đã xong các bạn. Thì hiện tại thì xài mình đã xử lý gốc được 25 ngày rồi các bạn. Thì đây các bạn quan sát thấy đây, thì xài mình nó các bạn thấy nè, đây là cái biểu hiện xoài nó đã hấp thu bắt lo nha các bạn quan sát thấy đó, hai bên mép lá là nó rảnh và nó lợn sống đó các bạn. Đó là biểu hiện xoài đó nó hấp thu bắt lo rất là mạnh rồi nha các bạn. Thì như các bạn cũng đã biết đó, thì xoài mình sau khi mình phun thuốc tạo mầm được hai lần thì nó cái thuốc tạo mầm đó nó cũng giúp cho xoài mình nó mau là già lá các bạn, mau già lá xanh lá. Thì các bạn khi các bạn xử lý được phun hai lần thuốc tạo mầm thì các bạn quan sát thấy là xoài mình là cái màu lá rất là đẹp, rất là xanh mướt luôn các bạn. Và nó kết hợp với việc mình xử lý bắt lo gốc đó các bạn. Thì hiện tại thì xoài mình xử lý bắt lo gốc được 25 ngày. Các bạn thấy cái độ lá nó rất là ok luôn. Mà xoài mình cái tỷ lệ ra thay lá mới rất là đồng đều nha các bạn. Tỷ lệ là 100% luôn. Thì để mình quay thêm vài cây nữa để các bạn hiểu rõ hơn nha. Thì mình làm video này để chia sẻ cho các bạn mới bắt tay vào làm vườn. Các bạn có đặt câu hỏi cho mình là để nhận cách nhận biết khi xoài nó hấp thu bắt lo ra sao như thế nào đó. Thì mình hôm nay mình làm video này để chia sẻ với các bạn mới bắt tay vào làm vườn nha. Các bạn chưa có nắm được, các bạn còn bỡ ngỡ nên các bạn chưa hiểu. Thì hôm nay mình làm video này để chia sẻ cho các bạn, để các bạn mà có cách nhận biết nha các bạn. Thì chúng ta thấy được cái biểu hiện của cây xoài là nó hấp thu bắt lo rất là tốt rồi các bạn. Đây các bạn quan sát thấy nè. Thì mình cũng đáp ứng theo yêu cầu của một số bạn, yêu cầu mình là chia sẻ về cái cách mà nhận biết khi xoài mình đã nó hấp thu bắt lo ra sao như thế nào. Thì mình hôm nay mình làm video này để chia sẻ với các bạn nha, để các bạn dễ dàng tìm hiểu mà đánh giá xoài mình nó có hấp thu bắt lo tốt hay không, ra sao như thế nào nha các bạn. Thì xoài mình đã xử lý bắt lo được 25 ngày các bạn, và đã phun thuốc tạo mầm hai cử luôn. Thì bây giờ chỉ còn chờ thời gian là phun kích thôi các bạn ơi. Thì cái vườn xoài mình hứa hẹn năm nay là mùa bội thu nha các bạn. Cái dàn lá rất là ok luôn. Tỷ lệ thay lá là 100% luôn các bạn. Thì đây các bạn quan sát đây. Đây là xoài cát và lọc mình các bạn ơi. Các bạn thấy tỷ lệ đọt ra rất là ok luôn các bạn. 100% luôn. Cực kỳ là đều và đồng lọt luôn các bạn. Thì như mình cũng đã có từng nói, từng chia sẻ với các bạn cái việc xử lý đầu vụ đó. Thì mình làm như thế nào ra sao mình để mà giúp cho xoài nó thay được lá mới.
thì mình muốn xử lý xoài nó về sau mà số lượng hoa nó ra đạt được như ý muốn các bạn, thì mình phải buộc cho xoài ra lá mới nha các bạn. Thì như các bạn quan sát thấy đây, xoài của mình là số lượng ra là đọt rất là đạt các bạn, 100% luôn. Thì các bạn, như các bạn làm xoài thì các bạn biết rồi, xoài sớm xoài nghịch vụ là phải buộc cho xoài ra lá mới nha các bạn. Bạn là cách nhận biết khi xoài mình nó hấp thu bắt lo, nó biểu hiện của nó khi nó hấp thu bắt lo đó, thì các bạn quan sát thấy đây, các bạn thấy dàn lá thật là tuyệt vời luôn, hai bên mép lá thì nó gợn sóng hết các bạn. Thì mình chờ cho lá nó có độ già nhất định rồi thì tới thời gian mình phun kích thì bắt đầu mình phun kích thôi các bạn ơi. Mình với cái số lượng lá, cái dàn lá như thế này thì mình bảo đảm các bạn là năm nay là hứa hẹn một vụ mùa bội thu nha các bạn. Dàn lá rất là đẹp, rất là tốt luôn các bạn ơi. Thì mình chủ yếu làm video này để chia sẻ cho các bạn mới làm vườn á, cho các bạn có cái cách nhìn nó khái quát hơn, cho các bạn hiểu thêm về là khi xoài mình nó hấp thu bắt lo, để các bạn có thể mà tự đánh giá nha các bạn. Như mình cũng đã từng chia sẻ với tất cả các bạn đó, thì cách mình thực hiện và áp dụng để kích lộc các bạn thì mình đã áp dụng rất là nhiều năm, mình thấy nó rất là hiệu quả luôn. Mình đã áp dụng thực tế nên mình chia sẻ làm video để chia sẻ với các bạn. Thì nói chung thì mình chia sẻ là để chúng ta cùng nhau phát triển thôi các bạn ơi, để chúng ta có thể cải thiện được cái cách làm vườn của mình và cải thiện được cuộc sống nha các bạn. Thì mình đã áp dụng thực tế thì mình thấy hiệu quả nên mình mới chia sẻ với các bạn. Thì các bạn cứ mạnh dạn mà áp dụng. Đây, như các bạn quan sát thấy đây, cái biểu hiện của xoài của mình, lá xoài của mình ra sao như thế nào đó thì các bạn có thể đánh giá được rồi. Lá rất là đẹp, rất là ok luôn. Xoài mình thì mình nói thật với các bạn luôn là tỷ lệ nó thay đọt máu là 100% luôn các bạn. Làm xoài sớm, xoài nghịch vụ là buộc phải xoài được ra lá mới thì xoài nó mới có hoa các bạn ơi. Các bạn thấy dàn đọt rất là đẹp luôn, biểu hiện hấp thu bắt lo rất là tốt các bạn. Đây các bạn quan sát thấy nè, cái dàn lá như thế này mà mình hỏi sao mà không có hứa hẹn mùa bội thu được các bạn. Rất là đẹp, rất là ok luôn các bạn. Xoài của mình trong vườn thì cái tỷ lệ mà xoài nó thay lá mới là đạt 100% nha các bạn. Các bạn thấy nè, dàn lá rất là đẹp luôn, biểu hiện của lá là chúng ta quan sát và chúng ta tự đánh giá được liền phải không các bạn. Biểu hiện nó hấp thu phát lo, các bạn thấy không, dàn lá rất là đẹp luôn, dàn lá xanh tốt, hai viền lá thì các bạn thấy nè, gợn sóng hết, biểu hiện hấp thu phát lo rất là cao các bạn, rất là tốt luôn. Thì mình xin nhắc lại các bạn nha, các bạn muốn mà áp dụng xoài sớm, xoài nghịch vụ đạt được hiệu quả thì các bạn phải buộc cho xoài mình thay lá mới, rồi các bạn áp dụng đầy đủ các bước nha các bạn, xử lý gốc và phun thuốc tạo mầm cho cây. Thì các bạn quan sát đây thì xoài mình nó xử lý bắt lo được 25 ngày tuổi các bạn. Thì các bạn nhìn vào thì các bạn tự đánh giá được rồi, xoài mình là biểu hiện hấp thu bắt lo rất là tốt, rất là cao luôn.
các bạn áp dụng xử lý sòi sớm vụ, sòi nghịch vụ mà sòi của chúng ta nó thay lá, nó ra lá mới được như vậy là mình dám bảo đảm với tất cả các bạn luôn. Là mình nắm chắc phần thắng trong tay là 50% hoa rồi đó các bạn. Bạn thấy rất là ok luôn. Các bạn quan sát thấy đây, đây là sòi mình nó cái cách nhận thấy nhận biết là mình là sòi mình hấp thu bắc lo rất là tốt, rất là cao nha các bạn. Thì mình cũng đã có từng nói rồi các bạn. Sòi mình số lượng nó thay lá, nó ra lá mới là đạt 100% luôn các bạn. Thì mình xử lý sòi sớm vụ, sòi nghịch vụ mà sòi mình ra được lá mới như thế này thì mình bảo đảm các bạn luôn. Rất là ok luôn các bạn. Thì mình làm video này để chia sẻ đến các bạn á, các bạn mới làm vườn á, các bạn chưa hiểu á. Có nhiều bạn hỏi mình cái biểu hiện của khi sòi nó hấp thu bắc lo ra sao như thế nào đó, thì mình làm video này để chia sẻ và chứng minh cho các bạn thấy nha. Đây là cái biểu hiện của sòi hấp thu bắc lo rất là tốt, rất là cao nha các bạn. Thì các bạn quan sát thấy là cận cảnh để các bạn dễ nhận xét nha. Biểu hiện hấp thu bắc lo rất là tốt luôn các bạn. Hai viền lá là gần sống hết nha các bạn. Lá thì có màu xanh rất là đẹp, rất là sung tốt luôn các bạn. Nha các bạn. Thì mình làm video này để chia sẻ đến tất cả các bạn nha. Các bạn mới bắt tay vào làm vườn, các bạn chưa có nắm được, các bạn chưa có hiểu về cái cây sòi mình nó hấp thu bắc lo, cái biểu hiện nó ra sao như thế nào các bạn. Thì mình làm video này để chia sẻ đến các bạn nha. Các bạn thấy thông tin mình hữu ích thì đừng tiếc like, chia sẻ, đăng ký nha. Xin chào, hẹn gặp lại tất cả các bạn.